Mà nó mấy lần. Tại sao? Em đi trước. Tôi vui xíu quá nhiều. Ta là Vodger. Các bạn cứ đòi tính toán trước mặt mình. Có TF không?
mình. Con này sổ hàn học bộ con nhảy lại gì? Bê la được không? Bê la được. Được. Khổ vậy á. Đeo tai nghe vô đi, đúng không mấy. Lần này nó gào nữa. Đeo tai nghe vô đi, mày đỏ hơn. Alo. Con này là từ phải giết Sauron xong rồi chứ. Ví dụ như là con này để giết lên thì con này có bị tách ra để chống ta nghẹt mấy cái không? Không, anh nó chỉ chơi nó chỉ bản thân nó thôi. Là cái con nào là lên là game cái app đó. Ra hết chơi lâu rồi. Thì bây Sauron thôi. Ra hết chơi game. Sao phải đi phải sao? Quá, 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 quá,
tôm chấm xanh lá với đậu. Qua cái mới mình reset lại. Tránh trường hợp tụi nó coi tụi nó hỏi em nào thắng gì. Đúng rồi. Slayer đây. Bữa trước mới chửi Zodiac trên fanpage, nhưng mà xong giờ gặp Zodiac. Ông đồ đồ bị này hết luôn. Đâu, tôi một rồi. Tôi một Zodiac Thank you.
đầu tư wifi siêu mạnh lắm, là tao em mình không ra đẹp chuẩn má thề vì mốt đua này bị wifi ở Việt Nam nó yếu quá, nó không nét không mang ra sổ sách chơi lên mà cứ nó lộn ra ra cà phê chưa. Cà phê hôm đó má đông đã lộn gì ra cà phê hôm đó thì thôi xong. Tự nhiên mọi người nhìn mình cứ alo alo IPLU IPLU chích đưa cái gì lại bắt đầu có giống kia mẹ phải giống IPLU. Bạn hướng dẫn thằng khác học học ai em hả gì đừng có thừa cơ đi mồm đi nhập mày đừng có câu giờ nữa. Để xong rồi mà có hỏi không? Hài hước gì? Xong phần đi. Ủa gì đáp chết Udap sao rồi Hero lại là nó quay ra Hero cốc Udap Hero cốc sợ mấy luôn. Ông thì tụi anh đi em đi sâu phải cắt thì phải hành bảo liên minh buôn đừng quan tâm nó quy buôn nhất giúp tim mình rồi đó kệ nó đi hay vậy lắm 3 năm 4 năm trước tao ra nè để cho cây lờ thiệt treo lờ treo treo phim của cây lờ dài nhất thế giới treo lờ ra được tự tặng 2 năm trước luôn đéo tin được đâu rô phi em mới lại xung được em không để cho một đi không anh chị so fucking sad lên phay Thank you.
Không, nó xì chai. Nó xì chai. Một loại chúa khác. Sâu sắc tì phai. Ow, sao anh tự đánh mình vậy? Why you hitting yourself? Why you hitting yourself? Nói anh không mày. Trong kết cái gì nữa đánh đi mất đu. Mốt thì luôn, mốt. Giờ này mà kim kết. Nhã đâu làm lại đó. Đi xung hồ lâu. Nhã ở đâu làm lại đó. Mới mà sức mạnh là kia kia mới sao mất. Đúng rồi. Thì anh hỏi gì gây xung hồ không? Để. Không, không. À, anh kia phải. The order one. Why you hit yourself? The order one. Không sao, ngã đâu làm lại đó. Một người đó bắt mày thì ngã đó, chết luôn, dùng mấy đồ. Ngã đâu làm lại đó. Đứa con hoàng. Sát này nó lấy nó cấm, cấm, cấm. Hay không? Hay. Tao chỉ chung sai đó. Nó sắp sửa quýnh anh này nè. Sắp quýnh anh này. Ừ, sắp quýnh anh này. Chưa xếp một nền thôi. Dễ mà em cắt được. Suy nghĩ. Ok, cho. Chọn dẹp, có gì đỡ. Con quen. Nói con này nó mà đọc chết chúng ta cười cho mà nói chứ con này. Con này ví dụ xong đá rồi lại. Hay á. Hay á. Em kỹ cho anh. Rồi, giống vậy. Con kia phải có một con kia ở con dragon ra gần rồi
tâm nó giết anh bằng con cây du nhục. Ủa mất thì giờ
đi đi bạn. Đi ghê không? Đi ghê không? Đi ghê đi. Ờ, suy nghĩ nha. Rõ phê. Diễn kích chân đá. Rồi, nuôi anh ta tên ba đúng không? Anh em lùa, ép á. Ờ, ok, còn gì không? Đó ra. Em trong một em. Ok rồi. Maxi challenge from what the side. Cái hộp pizza luôn. Dạ. Nè, top fatality. Pizza. Thôi để ngay cho em ra một đi. Thật đó. Để ngay cho em ra một. Cho luôn hả? Cái này sổ level 7 đã xuống. Cái này á? Cái sổ level 7. Anh không nhớ là nó có level không? Level 7 à? Level 7 thôi. Sao đó anh mượn kẹo. Hospitality. Sổ level 7. Một level 7 à? Không có level. Cái sổ level 7 cho anh mẹ để lúc anh chết. Để sao bỏ em vậy? Thứ hai là cái mà nó bắt không nhiều quá. Mình cứ xếp một người ta combo đâu chắc rồi. Combo sẽ chết. Nó khó quá. Con này con này dạy được con này không? Quay này đang maxi được. Maxi 2 chém Maxi 1. Má nghe gì kinh lấy liền kiểu má chỉ tay ô. Chỉ tay ô. Ở lòng má chỉ tay tao bắn á. Đùm. Bước bước đi này tài hạ không nghĩ tới được. Cảm ơn. Đẻo quá tao. Xỉu hành tài. Ông luôn chân kiếm. Cái giá là đẻo lắm mẹ ơi. Mắc si con này kéo được cái gì. Chúng tôi đéo nghĩ là oh my god. Nghe đâu. Gì không? Không ra được lấy sống kinh. Hắn có si rồi. Si rồi. Lên 1 này. Vì viên bắt câu pha đi. Yếu 300. Con này là con rắn rồi. Này khác lên luôn. Hèn đó. Hèn đó. Hèn mai. Anh tha em một. Được. Nó ra được con rắn rồi. Này ha. Mọi người râu kẹt ha. Rồi kẹt mày. Vui ha. Vui. Mỗi người ăn một kẹt nó lên mày. Ồ. Cái lục. Này hèn đó. Không sao. Đây đi. Chơi hả? Ok, chơi rồi nha. Coi nó đỡ. Ờ, thua thôi. Sao mày đánh thì gây đánh? Thua đi. Sai à? Relax. Không đâu nè. Tao đéo hiểu. Mà nó xây thì cao đảo bây giờ như cái này là ít. Nó ra một, nó ra là con rắn thứ hai. Ôi quầy. Em nghĩ là cái trận đấu này chúng ta không nên đăng đăng clip. Vì mình nó sẽ đánh giá về cái du lịch Việt Nam. Em không biết là con nó không nên đăng tại dù mình đó. Em đây, còn nó đánh như rốt đặt, còn nó xếp một xong nó một. Bác, tụi mình lại sắp tới ba lần. Tụi nó xếp xếp cho ba leo thì ba con mẹ đi. Tại sao nó hồ du. Lúc đó là trẻ. Lúc này trẻ quá. Rồi xong có thắng không? Thôi chịu thôi. Game đi về lúc đó. Tại sao không cho con người sao nó sợ chát nữa? Anh thấy hết bây giờ lên tay ngon hơn chứ. Bây giờ em sợ hết lượt em chắc bơ là kiểu em sợ trả nó chát. Không sợ chị tay lắm. Anh sợ nó rò chị tay lần sau. Tại vì thế là anh nhìn cái kèo đó sẽ cấp. Không phải nếu mà chị tay nó biết là lần sau thôi.
nó có biết bao nhiêu là đen 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 đen. Anh Phú là chạy tay đúng không? Thì bây giờ mày vẫn còn con đen. Mày vẫn còn con đen đúng không? Bây giờ mà mày mày mày, mày xanh xanh kéo lên. Dù chạy xanh chạy con nối thì mày cũng nước Phú. Mà biết cái hạt là tao nói mày đánh vào cần mét mày từ hết chưa? Vui thôi. Thì vui thôi đừng vui quá. Mày phải vui thôi. Mày mét mày mét mẹ thì không bị ban tiếp. Rút cái mẹ. Đánh nhức đầu ấy. Em đau đầu hả này quá. Vui mà không anh? Vui không? Vui, ủa mà em thấy vui lắm luôn á. Cái vô xong một cái đánh cố lần thì cũng vui. Đủ hết chờ ngày. Ủa chứ sao cái chát bà leo mình nếu nhảy ta. Em đâu có chát đâu. Đi bởi. Anh ra ngoài. Em không có chát, có âm nhỏ. Ý là anh cũng đang đánh dựa trên cái mà anh đoán thôi. Mà thấy em hát nhiều quá thôi. Nó có chát mà. Đó là mình hát rắn đó. Không, nó có chát. Nó như mình nó chát nó lập 3 lần. Trước khi cái bà leo xuất hiện. Mà nãy thì ngay không sợ. Em nói thêm một đánh nữa anh chết rồi. Không, lúc đó chết, chết đáng. Chết lúc đó chết thật. Chết đáng. Cái rồi bây giờ chết, chết tầm sầm lỗ hùng. Thế lý mình có thể này ngay, chơi tiếp. Bây giờ anh mình ra sẽ ra rút. Nó mà sẽ ra rút được cái game hết đi của em à. Thì anh lên 800, rồi xong ra rút, rồi sao qua đó. Thì anh roll lên được gì nữa. À không, anh hết rút không? Anh hết rồi đây. Chỉ có cái tầm roll anh ra top nhìn chơi rồi. Anh roll được con tầm anh chơi. Còn thở còn thở chứ. Ngã ở đâu làm lại đó. Tự nhiên nhùng. Nhùng. Nó đánh giải mà kéo nhùng giờ đánh nhùng. Mày đánh giải mà. Ừ, thì đánh nguyên giải kéo nhùng giờ dùng. Anh giải thì cái cờ dù rồi mình biết là anh bắn hay anh xây bắn luôn cái individual. Đỡ. Đỡ đỡ được 3 ngàn đỡ nhiều chứ anh. Đúng rồi, em không bắn. Rồi em có con kênh 3 ngàn. Em không bắn con chó được. Anh đi trước. Bắn đi trước. Trước mình hẹp. Đi sau mượn em. Rồi. Stand by. Thank you.
anh nói được qua anh nét rồi hết, anh nói được qua con một không phải, con một không phải, con một không phải, pha cho pha không được. Nãy giờ không có đặt mép vậy rồi. Cái đồ chồng thằng lắm. Chết con mẹ mày chết rồi.